Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của mình. Phiên phục hồi hôm thứ ba thì có thể nói đang rất là tốt đấy, và hai phiên hôm qua và hôm nay là hai phiên giao dịch và nó đã đánh mất cái nỗ lực phục hồi của phiên hôm thứ ba, đúng không ạ? Đấy. Thì hôm nay thì thị trường có một cái phiên giảm, mặc dù một phiên giảm không nhiều đâu, 3.22 điểm. Vân y chúng ta giảm 3.22 điểm, nó tương đương 0,25%. Đấy, và phiên hôm qua là một phiên giảm hơn 1,2% đúng không ạ? 1,21%. Đấy, tất nhiên hai phiên giảm, phiên hôm qua và phiên hôm nay, thì đặc biệt là phiên hôm nay thì khối lượng nó có sự sụt giảm hơn so với phiên hôm qua. Đấy, thì tuy nhiên thì phiên hôm nay có một yếu tố tích cực, có hai yếu tố tích cực. Thứ nhất đó là về khối ngoại thì đã quay trở lại mua ròng, và mua ròng gần gần 500 tỷ đúng không ạ? Đấy. Còn hôm nay nếu như mà không có khối ngoại mua lại, khối ngoại vẫn xả như cái giai đoạn vừa rồi, và nếu như Vietcombank không kéo á gần hơn 3 điểm á, thì có lẽ đang là cái okay, gap ở vùng 101260 này, anh chị này, thì sẽ được có lẽ đang sẽ được mò đến cái vùng này. Đấy, nhưng mà có yếu tố khối ngoại về phần mặt tâm lý. Thứ hai nữa là cổ phiếu Vietcombank kéo rất là mạnh, do đó là điểm số vẫn giữ được trên MA 20. Đấy, thì sau những phiên giai đoạn như thế này thì chúng ta sẽ quan tâm đó là khi nào thị trường sẽ lên trở lại. Đấy, thị trường sẽ lên trở lại khi nào thì anh chị, đó là điều anh chị rất là băn khoăn và anh chị sẽ quan tâm ở giai đoạn hiện tại. Lần thứ nhất. Thứ hai nữa là liệu cả cái cổ phiếu vừa rồi nó vượt lên, bứt lên và nó đã có một cái đỉnh nhá, thì nó có phải là test lại đỉnh hay không? Đấy, hay là nó là một nhịp bull trap. Thì trong video hôm nay thì mình cũng hướng dẫn anh chị, chúng ta cũng phân tích đến những cái nội dung tinh thần như vậy anh chị nhá. Đấy, thì ở đầu tiên chúng ta cũng lướt qua phiên giao dịch hôm nay một tí trước khi chúng ta xem, thì anh chị xem đây thì anh chị thấy biết rồi, đó là về cái mức độ phiên hôm nay thì cả cái cổ phiếu mà nó tích cực đối với điểm số hôm nay thì Vietcombank là hơn 3 điểm anh chị này, rồi có Vinamilk cũng khá ok, thì Việt Nam Airlines, MWG, đó là những cổ phiếu, ngoài đó một số cổ phiếu nhỏ nhỏ khác nữa, trong nó có bất động sản đúng không ạ, thì nó khá là tích cực. Đấy, nhưng mà ở chiều ngược lại thì có đến 6 cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng là nó rất là tiêu cực đối với thị trường, đó là Techcombank, MB, CTG, ACB này, rồi VIB, STB. Thêm vào đó là có các cụ như là gì ạ? BCM này, FPT này, Hòa Phát này, rồi GVR. Thì làm cho điểm số nó khá là giảm, là khá là sâu. Xin lỗi, nó giảm cũng khá là tương đối so với cái điểm số, nếu như không có Vietcombank thì nó giảm là khá tương đối, bởi vì Vietcombank cộng cái điểm này rồi. Còn cả cái nhóm ngành mà mức độ tăng giảm ở đấy thì anh chị theo việc tổng hợp của Vietstock đấy ấy, thì có 25 nhóm ngành, thì chỉ có 4 nhóm ngành xanh 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 thôi, nhưng về về mức độ xanh thì chúng ta thấy được là nó xanh không nhiều. Đấy, có những ngành nó chiều loanh quanh tham chiếu rồi thôi, còn mức độ giảm thì những nhóm những ngành giảm là cũng là khá là sâu, trên 1% nó có đến 7 nhóm ngành, có sản xuất nhựa hóa chất này, thủy sản này, tài chính khác, vật liệu xây dựng, nông lâm ngư nghiệp này, cao su này, rồi chứng khoán này, đúng không ạ? Loanh quanh gần 1% thì có đến 3 4 nhóm ngành đấy nữa. Nhưng mà mức độ giảm như vậy là về lan tỏa, mức độ giảm giảm là có thể nó đang là xung lực nó mạnh hơn so với cái chiều tăng. Còn cả cái cổ phiếu mà nó theo cái vốn hóa mua ròng bán ròng, anh chị xem ở đấy anh chị biết ở đấy nhá, như Hòa Phát, MB, GAT, MBS, các vân những cái này anh chị tham khảo đây. Còn chúng ta đi vào yếu tố kỹ thuật cổ phiếu hôm nay á, thì ở cái phiên hôm thứ ba nhỉ, hôm thứ ba là phiên này là một phiên rút chân gần 20 điểm đúng không ạ? Và đóng cửa là cao nhất phiên á, thì chúng ta đã đưa ra những cái khả năng, đó là thị trường sẽ hướng lên được cái vùng khoảng vùng đỉnh trước ở đây này, cái vùng đỉnh trước ở cái phiên cuối tuần trước đấy, cuối tuần trước á, thì chúng ta thấy đang có nó có một cái đỉnh ở vùng 1290. Thì sau phiên hôm thứ ba thì chúng ta kỳ vọng được rằng là chúng ta có thể dư chúng ta hy vọng rằng là thị trường sẽ kéo lên ở cái vùng đỉnh trước này, sau đó nó tiếp tục tái tích lũy ở phía trên đấy, còn lên lùng thì chúng ta chưa kỳ vọng. Tuy nhiên thì sau phiên hôm qua và phiên hôm nay thì hai phiên là nhận phủ nhận hoàn toàn phiên phục hồi này đấy, và hiện tại thì giá đã có như phiên sáng là có những giai đoạn là nó thủng với MA 20 đấy, tất nhiên thì nó cũng có một cái gap trước ở đây, có cái gap trước ở mức 1260 đây, thì nó vẫn chưa được lấp lại gì. Thì có thể nhé, có thể nếu như nói về cái mức độ á thì chúng ta thấy rằng là khung đồ ngay đấy, thì nếu như nhìn đến khung đồ ngay á, thì nếu như nó cái đỉnh này thì nó phải đỉnh ngắn hạn ở đấy này, thì anh chị thấy đang đỉnh ở 1270 á, là nó đã được xuyên thủng rồi, ở vùng đỉnh 1270 là nó đã xuyên thủng rồi. Tất nhiên thì nếu như nói với cái đáy ngắn hạn đấy nữa thì nó đang đang tẹt lại vùng đáy này thôi,
thì chúng ta quan sát các phiên tới xem từ mức độ ngắn hạn ở đấy thì ở cái gap 1260 này nó có giữ được không, cái vùng này gì gap 120 1260 này nó có giữ được hay không đấy. Còn nếu như mà nhìn xa hơn một tí nữa thì mình cho rằng là nếu như nhịp này có điều chỉnh nữa thì nó có thể là test về vùng đỉnh trước này, vùng đỉnh đỉnh xa này gì đỉnh tháng 8 tháng 9 năm 2023 đấy, có thể test về vùng đỉnh này một lần nữa. Nếu như nó test về vùng đỉnh này một lần nữa thì đấy sẽ là một vùng 1250 này gì này, nó có thể test về vùng này một lần nữa thì đấy cũng là một yếu tố hết sức bình thường, bởi vì mà khi mà nền giá đấy còn lỏng lẻo và nó dao động rất mạnh và cả cổ phiếu vừa rồi mới thoát nên thì những cổ phiếu nó tăng 10 15 20% thì nó cũng cần có quá trình điều chỉnh tích lũy. Ngoài ra cả cổ phiếu nhông bánh nhá, thì chúng ta thể đi vào phân tích chúng ta thấy rằng là nó cũng là đang trong một xu thế là đang trong ngắn hạn là nó đang xu thế giảm lại thì có thể là thị trường sẽ test về vùng đỉnh trước này. Và nếu như tổng quan chúng ta chỉ sẽ nhìn là nếu như để test về vùng đỉnh trước á thì vừa rồi một số cổ phiếu một số nhóm ngành ví dụ như nhóm ngành thép này trứng này bất động sản này đấy thì có thể là có quá trình test lại vùng đỉnh, vừa rồi nó đã thoát khỏi vùng đỉnh đúng không ạ, và nó mới bứt lên thì nó có xu thế là test lại. Còn nếu như cả cổ phiếu như nhóm ngành xây dựng và đầu tư công á thì anh chị theo dõi anh chị biết là nó vẫn đang trong tay lên đấy. Còn cả cổ phiếu dòng bánh thì một số cổ phiếu đã lên tạo một đỉnh và nó đã có một đáy thì nó đang có xu thế test lại đáy số 2, ví dụ như là VPBank, Tiên Phong Bank, MBB, STB, CTG, BIDB vân vân đúng không ạ. Thì đó là những cái mà chúng ta cần theo dõi phân loại để chúng ta đánh giá thêm yếu tố thị trường thì có thể là nó sẽ có quá trình test lại vùng đỉnh này. Trong trường hợp mà nó test lại vùng đỉnh này hoặc là cao hơn, nếu như nó giữ được trên cái vùng 1260 thì nó đã tốt đúng không ạ. Còn nếu như mà nó không giữ được vùng này thì ở cái vùng 1250 này đấy sẽ là một vùng đỉnh trước và vùng này mình cho rằng là khá ok. Đấy, và thị trường nếu như anh chị nhé, nếu cân bằng được trên cái vùng này thì nó vẫn là ok. Đấy, còn nếu như anh chị lưu ý cho mình rằng là vì sao mà thị trường giai đoạn này nó rất là khó lên thì trong cái tiêu đề mình còn chia sẻ với anh chị đó là đó là gì nè, đó là khi nào á thì tăng trở lại thì thế này anh chị này, cái vùng nền giá này anh chị thấy là nó đã cái vùng nền giá ở cái vùng 1120 1115 này này đúng không ạ, cái vùng nền giá này á là đó đã có kết quả cái nguyên nhân ở đấy á, nó xây dựng cái nguyên nhân đó này thì nó đã có kết quả đấy rồi, tức là thị trường đã phục hồi từ 1120 lên đến tận 1270 rồi, tức là cái nguyên nhân này như này, cái nguyên nền tích lũy này á là dài này và cái nền tích lũy này này đây, nó đã có hai cái nền tích lũy này thì nó đã phản ánh ở cái khúc giá này rồi, khúc độ tăng giá này rồi. Còn bây giờ thị trường ở vùng này nó muốn là lên được á thì nó cần phải có quá trình tích lũy. Quá trình tích lũy và quá trình này nó còn giai đoạn đầu là nó còn giai đoạn lỏng lẻo. Thì hiện tại nói về mức độ số lượng phiên á thì chúng ta thấy rằng là nó khá là ổn rồi. Tất nhiên nói về mức độ chặt chẽ là nó chưa nhiều. Và nó cần phải có quá trình chặt chẽ để nó mới lên được. Và hiện tại nó chưa có những yếu tố như vậy. Chính vì vậy mà phiên rút chân hôm thứ ba thì mình còn nói chỉ là nó có thể là hướng lên vùng 1290 sau đó là sẽ tiếp tục quay trở lại tích lũy thôi. Mình hy vọng như vậy thôi, còn vượt trường cả kiểu là sẽ rất khó. Bởi vì sao? Bởi vì nhìn vào cả cổ phiếu dòng bánh anh chị biết rồi. Chỉ cần cả cổ phiếu trong bánh mà nó giảm nhẹ một tí hoặc là nó nhích nhẹ một tí là điểm số có thể là tăng giảm rất là mạnh này. Còn giai đoạn hiện tại này thì mình cho rằng là nếu muốn lên được thì rằng nó cần phải có quá trình là có thể rủ xuống tí tí hoặc là cân bằng ở đấy, thì nó cũng cần phải có quá trình siết chặt là thứ nhất và nó phải chặt chẽ. Anh chị xem những quá trình gần đây anh chị thấy rồi, ở những cái nền giá mà chúng ta thấy là ở những vùng nền giá này thì nó phải chứ phải chặt chẽ đấy chị này, nó phải chặt chẽ ở đấy thì khi nó mới lên được này, chặt chẽ và khối lượng nhỏ lại thì nó mới lên được. Và cái quá trình này cũng vậy, nó phải chặt chẽ ở đây và nó phải khối lượng nhỏ nó mới lên được. Còn hiện tại như đấy á là nó còn lỏng, con dao động rất là mạnh, mức độ dao động rất là mạnh, thứ nhất thứ hai là khối lượng nó không nhỏ đấy, thì đó là những cái anh chị lưu ý. Còn ngoài ra anh chị lưu ý cho mình rằng nếu như cổ phiếu bánh đạt đỉnh ở hiện tại thì đấy cũng có thể là đấy có thể cũng có là một cái đỉnh thôi, do đó chúng ta không chủ quan cái khả năng là đấy sẽ là có một cái đỉnh ở đây rồi đúng không ạ. Tất nhiên thì chúng ta nếu như mà xu thế chúng ta ở thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang chỉ có là một chiêu là bạn mua lên thôi, còn lên khi cổ phiếu lên thị trường lên chúng ta mới có tiền mới sinh được lợi nhuận, còn thị trường giảm thì chúng ta chưa có bán khống cho rồi chúng ta sẽ rất là khó kiếm lợi nhuận, cho nên khi mà thị trường xuống thì chúng ta sẽ là rủi ro, chứ còn mà để mà có lợi nhuận là chúng ta rất là khó. Chính vì vậy mà hy vọng chúng ta sẽ luôn ở một cái trạng thái đó nhé, thị trường sẽ là một xu thế lên, đó là về khung độ ngay thì chúng ta xem thêm như vậy đúng không ạ.
Còn như thế này thì anh chị xem thêm, như lúc này mình chia sẻ là cái góc nhìn anh chị xem thử là cả phiên tới nó giữ được cái vùng 1260 không, hay là nó sẽ tiếp tục test lại vùng đỉnh này. Và khi nó test về vùng những vùng này thì anh chị quan sát xem từ là mức độ khối lượng như thế nào và khi nào nó sẽ chặt chẽ đối với anh chị cầm tiền. Do đó cái vị thế của chúng ta là rất quan trọng anh chị, cái vị thế của chúng ta hết sức rất quan trọng đúng không? Đấy, còn nếu như anh chị mà quan tâm ở khung độ ngắn hơn 1 tỷ nữa thì anh chị xem ở khung độ dưới ngay, thì anh chị xem chặt 1 giờ. Cái này hôm trước chúng ta chia sẻ để đấy đúng không ạ? Mình có nói anh chị là nó thể có thể là có trình là dao động rung lắc ở đấy và nó thể hướng rủ xuống ở vùng 1260 anh chị này. Nó chưa đến đâu. Đấy, chúng ta đã vẽ trước ở đấy rồi. Nhưng mà không biết nó có thể là tích lũy trên vùng 1260 không. Nếu như mà theo quan điểm mình, nếu như nó mà tiếp tục tích lũy trên như thế này 1260 nữa thế này khá là ổn. Còn nếu như nhìn vào các dòng hiện tại thì mình thấy rằng nó vẫn khá là ok. Chỉ có dòng bánh nó hơi rủi ro thôi. Chúng ta lướt qua chúng ta sẽ thấy này. Mình lấy ví dụ là chúng ta sẽ đi vào phân tích cả cổ phiếu ví Vietcombank thì nó lên như thế này, nhưng mà có lẽ rằng là cái cách thức lên như thế này thì mình cho rằng là có thể liên quan điểm số hôm nay thôi. Còn mà để mà lên như thế này thì mình cho rằng là cái xu thế để vào, xu thế tăng á thì mình cho đánh giá trước cao. Đấy, ví Vietcombank này. Còn ví bánh thì hiện tại nó điều chỉnh như thế này thôi, nhưng mà về mức độ thì mình cho rằng là xu thế của nó là vẫn là xu thế lên. Tất nhiên lên phiên mai tăng hay giảm mình không biết. Nhưng mà xu thế của nó là nó đã có quá trình rũ bỏ đấy rồi. Nó đã có trên rủ bỏ với khối lượng lớn đấy rồi, nó phục hồi lên khối lượng rất ok đấy rồi, thì xu thế của nó nhìn xa một tí là sẽ là lên thôi đúng không ạ? Còn VIB thì một trong những cổ phiếu của mình đã ăn được hơn 11%, mình bán từ cách đã 4 phiên anh chị biết rồi. Đấy, nhưng mà hiện tại như thế này thì còn nó có thể là test về MA20, hiện tại là chưa đến gần đến MA20 nhưng mà nó đang có vùng đỉnh trước ở đây, thì không biết là nó có thể test về vùng đỉnh trước này không. Có những trường hợp là nó thể cân bằng ngay trên MA20 anh chị, nó thủng MA20 rồi sau nó kéo lên và nó thể cân bằng phía trên. Đấy, thì anh chị xem thêm. Còn mà trong ngắn hạn ở đấy thì nói về để cửa tăng bọn này là rất khó. Đấy, mình đã nói anh chị là khi mà nó đang ở vùng giá 24.300 đấy. Đúng ạ? Đấy, còn ví dụ Techcombank như hôm trước mình nói chia sẻ anh chị là nó sạc xuất, nó thể lấp gạp rất cao. Do đó là những cổ phiếu ví dụ như cuối tuần trước mình nói anh chị là sẽ có chỉnh đấy, lý do những cổ phiếu này nó sẽ chỉnh và nó sẽ lấp là những cái gạp này. Do đó là thị trường rất là khó lên, sẽ có những nhịp điều chỉnh. Đúng không? Thì như hôm nay nó lấp lại như thế này mà xác suất nó sẽ có điều thể có trong những trường hợp xấu nó có thể điều chỉnh về vùng đỉnh trước hoặc là vùng nền ở giá 45 này anh chị này. Đấy, thì anh chị quan sát thêm thôi. Còn mà như giai đoạn này để mà mua đến nay thì hiển nhiên là anh chị sẽ không có những cái điểm anh chị mua đâu. Đúng không? Đấy, chúng ta phân tích, chúng ta đánh giá với thị trường thôi. Tiền phong bao nhiêu vậy? Nó đã có một đáy, nếu với ngắn hạn thì anh chị thấy là nó có một đáy ở đây. Vẫn nó đang test lại vùng đáy này thôi. Khối lượng ở đáy này thì nó nhỏ hơn khối lượng ở đáy bên này. Đấy, thì hiện tại như thế này thì xu thế là nó sẽ tiếp tục tích lũy, như Tiền Phong Bank là nó sẽ tiếp tục tích lũy, còn cửa lên trong ngắn hạn là sẽ rất khó. Còn anh chị mà nhìn xa nhá, anh chị mà nhìn xa thì những cổ phiếu này là nó vẫn ok như này, anh chị thấy này. Anh chị mà vẽ với cả kiểu là anh chị biết rồi. Đấy, anh chị như thế này là anh chị đã hình dung ra như thế nào rồi đúng không ạ? Mình lấy ví dụ như thế này đúng không ạ? Đấy, kiểu như vậy. Rồi là anh chị có vẽ với đấy, đấy là mình đang nói nếu như thích vẽ với là anh chị sẽ vẽ được như vậy, đúng không ạ? Còn nếu như nói về dài như thế này là anh chị phải nhìn dài, anh chị nhìn ngắn quá là sẽ không ra đâu. Đấy, anh chị thấy chưa? Những cái này thì anh chị xem thêm. Ở đấy thì mình cũng không vẽ vời nhiều đâu, nhiều khi nó rối. Và đặc biệt là những anh chị mới, anh chị không hiểu là rồi vào bình luận là nó lung tung, nó mất vui, đúng không ạ? Đấy, anh chị thấy chưa? Tức là những cổ phiếu này là xu thế để tích lũy, còn cửa giảm là nó có thể giảm. Về đáy này chúng ta nghe khiếp và úi rồi ôi rồi. Nhưng thực tế lần đấy là cách thức vận động bình thường của cổ phiếu, đúng không ạ? MB này, MB thì nó đang đã thủng MA20 gì này. Đấy, và nó đang có xu thế là hướng lại cái đường MA50 này. Đấy, và nó đang dốc xuống để test lại vùng đáy trước này, này. Đấy, thì cửa lên là khó anh chị, cửa lên là khó. Đấy, và bọn này có thể là như này, có thể là tích lũy lại, test được đấy và cân băng để tích lũy lại thôi, có cửa lên là rất khó. ETB cũng vậy. Đấy, đáy này khối lượng là cao hơn đáy này, nó liên quan thông tin các kiểu cũng biết rồi, nhưng mà nó khí lực bán mạnh rồi nó rất khó lên. CTG cũng vậy thôi, nó đang ở xu thế đấy chứ, test lại vùng đáy trước. Đấy, rất nhiều cổ phiếu dòng bánh khá là xấu, đúng không ạ? Nhưng tăng thì đẹp, tăng thì hiển nhiên là đẹp, còn nếu như mà khi nó giảm thì hiển nhiên nó sẽ xấu thôi, bởi vì là nó sẽ không có những cửa chúng ta nhìn thấy đẹp đó. Khi tăng rồi đang nhìn cổ phiếu nào ngon, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán thì mình đã nói anh chị nhiều lần rồi, đó là anh chị có thể là những cái nền ngắn là chúng ta sẽ đánh ngắn vào ra rất nhanh được, chứ còn nếu như mà cái nền giá ngắn á và nó đang gặp vùng đỉnh trước là anh chị rất là rủi ro. Đấy. Rồi ví dụ như HCM, mà HCM hôm nay của nó có lẽ là rất là ok. Còn BVS này hôm nay khỏe nhất trong những nói rồi, đúng không ạ? Nhưng mà nó phải 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 có nền tích lũy phía dưới.
còn nó vượt đỉnh, nó test lại và nó cân bằng phía trên ấy thì nó lên mới, ok. Đấy, còn hiện tại với các cổ phiếu khác thì rõ ràng là khả năng là mình cho rằng là nó phải có quá trình rũ bỏ tích lũy lại thế mà tạo nên thôi, còn nên mà kiểu lỏng lẻo thế này là nó hơi khó, nó cần phải có quá trình rũ bỏ. FTS cũng vậy thôi, đấy FTS cũng vậy, khối lượng hơi lớn anh chị ạ, phiên hôm qua phiên hôm nay hai phiên cũng khá là xấu đúng không ạ. Là BSI cũng vậy, BSI phiên hôm qua cũng rất là xấu này, khối lượng nó không lớn nhưng mà cái vùng này mà để mua là rất khó, tuy vì thế anh chị có thể cân nhắc thì việc nắm giữ cổ phiếu thôi. Rồi tiếp theo nữa là nhóm ngành nha, thép. Thép thì vừa rồi nó mới có một cái yếu tố là nó thoát lên đấy, nó đã có rù bò rồi, vì như hóa sen nó đã có rù bò rồi, nó đã thoát lên rồi, thoát đỉnh rồi, nó đang tẹt lại, hôm nay nó đóng cường thấp nhất phiên đấy, nhưng mà xu thế là nó đang tẹt lại vùng đáy trước ngắn hạn ở đây, là anh chị thấy rằng là nó đang có quá trình tẹt lại vùng đáy trước anh chị này, đấy lấp lại gặp này, đấy thì như thế này á là xác suất để như các phiên tới nó có thể là như là nó có thể là chạm lại MA20, MA50 đây là rất cao. Đấy, và nếu như nó cân bằng ở phía sau này là anh chị sẽ có những cái điểm mua sau. Còn xu thế hiện tại mình cho rằng là nó vẫn khá là ổn. Đấy, còn nếu đấy mà nhịp bún tráp thì mình cho rằng là sẽ không. Bởi vì cái nền này là nền hướng lên của nó và rũ bỏ đấy thì khối lượng ok và kéo lên khối lượng đó là tốt. Đấy thì nó ở đấy đó thì có thể nó cần phải có mất thời gian nó tích lũy thôi. Đó, vì thế anh chị ổn anh chị vẫn cứ cầm được thôi. Hoa Phát cũng vậy. Nếu Hoa Phát vài hôm trước, những cái hôm video cuối tuần trước mình phân tích cho anh chị ấy, là khi thị trường sẽ có nhịp chỉnh, bởi vì là như Hoa Phát nó có thể là như là tẹt về vùng đáy này một lần nữa và tẹt về vùng đỉnh này, anh chị thấy chưa, nó có một đáy này ngắn hạn ở đấy, nó có một đáy thì nó có đáng có đánh tẹt lại vùng đáy số 2 đây. Đấy thì khối lượng hôm nay nó hơi lớn đấy, nhưng mà để mua để tham gia vào những cái vùng phía sau này thì rõ ràng là anh chị sẽ phải chờ thôi, nhưng còn mà hiện tại để mua là anh chị sẽ không mua được ở vùng vị thế này. Nam Kim thì hôm trước sẽ có một cái điểm mua đây, nhưng mà điểm mua này anh chị thấy rằng là hôm nay á, thì nó thể là lỗ nhẹ rồi đúng không, hôm nay nó là lỗ nhẹ, tất nhiên thì cái khối lượng của phiên hôm qua phiên hôm nay hai phiên bán lại nhưng mà khối lượng nó nhỏ đấy, đấy là những nét tích cực đấy. Và đồng thời nếu nhìn ngắn hạn anh chị thấy rằng nó đã có hai đáy ở đây đấy, và nó đang tẹt ra vùng đỉnh trước, và khi nó tẹt lại khối lượng nhỏ như thế này thì anh chị vẫn có thể nắm giữ được đấy. Còn nếu như đó là những vị thế mà mới đấy anh chị này, mình có chia sẻ hôm thứ ba đấy, à, hôm thứ hai đầu tuần đấy đúng không, đó là những cái vị thế đấy, do đó là vị thế rất quan trọng anh chị ạ. Đấy, do đó là anh chị cần phải tuân thủ cái điểm mua cho nó đủ đây nguyên tắc. Nhóm tiếp theo là nhóm bất động sản. Bất động sản thì hôm nay có những giai đoạn kéo khá là rực rỡ trong phiên, nhưng mà đóng cửa thì không được ok lắm. Nhưng mà nói về điểm mua đấy thì nó chúng ta sẽ không có những điểm để mua đâu. Hiện tại trong ngắn hạn là sẽ chưa có điểm mua. Vì sao? Bởi vì cổ phiếu khi nó tập thoát nên tăng từ trên 20% á, là anh chị sẽ không đu được nữa. Trừ trường hợp là nó tái tích lũy lại. Đấy, tái tích lũy lại và nó cân bằng và anh chị sẽ sử dụng một cái mẫu hình nào đó, hoặc là một cái phiên tẹt cung để anh chị có thể tham gia thôi, còn nền như thế này là anh chị sẽ không tham gia được đấy. Còn nếu như anh chị cầm dài thì anh chị mua từ dưới này thì anh chị sẽ cầm được thôi. DG trong phiên có những giai đoạn kéo lên khá là tốt anh chị, có những giai đoạn trong phiên là kéo lên hơn 5% đấy, nhưng mà đóng cửa một cái trạng thái là rất là lưỡng lự và thấp dưới 50%, khối lượng nó có tăng lên nhưng mà mình đã nói anh chị rồi, như đu thì phải đu từ những vùng phía dưới này thì không đu được á, là anh chị lên đây mà cổ phiếu đã tăng hơn 20% trên 20 đến 15% là anh chị sẽ không đu được đâu. Theo nguyên lý của ông Mạc là anh chị biết rồi, khi mà cổ phiếu vượt lên giá trên 5% là ông sẽ không đu, và chờ cổ phiếu khi nào tái tích lũy lại đủ nền và đủ số lượng phiên á thì anh chị mới tham gia được đấy. Còn hiện tại như thế này anh chị có những vùng phía dưới là anh chị có thể nắm giữ, còn để mua những quá những vùng này là sẽ không mua được anh chị, rất rủi ro, mặc dù là có những phiên nó còn giá đoạn nóng phiên nó kéo rất là mạnh nhưng mà nó sẽ không mua được. Và mình đã nói anh chị nếu trong trường hợp thị trường điều chỉnh á, nó có thể có những trường hợp là nó lại cân bằng trên cái vùng giá 32.000 này, một thời gian sau nó mới test lại vùng giá 30.000 này anh chị này. Đấy, đất xanh cũng vậy, đất xanh như hôm nay có quá trình rút chân, nhưng mà con này thì vượt lên phía sau so với cổ phiếu DG đúng ạ. Rồi Nam Long này, Nam Long kiểu vậy nên thế này là anh chị sẽ chưa mua được, anh chị cần phải chờ thôi. Rồi Phát Đạt cũng vậy thôi, Phát Đạt thì nên nó bứt lên sau, vì hiện tại thì như thế này thì rõ ràng là cũng sẽ cái điểm mua thì anh chị sẽ không có điểm mua hiện tại đây, ở vùng này là anh chị sẽ không có điểm mua hiện tại, là trước có những cái điểm để anh chị mua được đúng không ạ. À, rồi HDC này, HDC thì vùng này rất lòng này, trong nhóm này thì chỉ có cả cổ phiếu có thể mua được á, là ví dụ con xéo là anh chị có thể có mua được. Bởi vì sao? Bởi vì nó đang tích lũy dưới ngay vùng đỉnh trước ngắn hạn ở đây, và cái nền tích lũy nó là khá là ổn và trước đó đã có dòng tiền tham gia vào, thì những con xéo là anh chị có thể tham gia được, bởi vì cái độ rủi ro nó sẽ thấp hơn. Và nếu như nó có điều chỉnh á thì nó sẽ điều chỉnh về vùng cân bằng ở vùng vùng nền này thôi đúng không ạ. Đấy, nhóm tiếp con trong nhóm này nữa là con SCR, thì con này là mình đã nói anh chị khá nhiều lần rồi đúng không ạ, tức là khi nó đào thoát lên thì nó tích lũy lại đấy thì
quanh cái vùng này nó test lại cả phiên trước á, là anh chị có thể tham gia quanh vùng này là khá ok. Đấy, còn hiện tại mà để mà mua những cổ phiếu như DG hoặc là những cổ phiếu đã lên cao thì đó chúng ta thấy không có những điểm để tham gia đâu. Rồi nhóm tiếp theo nữa là nhóm dầu khí. Nhóm dầu khí thì chúng ta lại có các cổ phiếu như PVS này sẽ không có điểm mua này. Từ những vùng lên dưới này mà vùng mà nó test lại phía dưới này anh chị không mua được thì đó là chúng ta phải chờ thôi. Còn để đua đua trên này thì hiển nhiên là rất rủi ro, anh chị sẽ không mua được. Có thể anh chị đu trên này vẫn có ăn, nhưng mà đó là nó kiểu 50 50 thôi. Đấy, đúng không ạ? Còn PLX chứ. Này, PLX thì nó phía sau hơn, đúng không ạ? Còn PVD cũng vậy, PVD là những cái nền giá phía dưới anh chị không có thì đó trên này anh chị sẽ không đu đâu. Anh chị có những vị thế tốt phía trên này là anh chị vẫn cầm được, đúng không ạ? Rồi trong nhóm này thì có con PVB này, xin lỗi PVT, PV chán anh chị vận chuyển dầu khí hôm trước mình có nói gì rồi. Nếu nó có lên mà là gặp vùng đỉnh trước ở vùng giá 30 thì nó cũng phải tái tích lũy lại. Đấy. Còn nếu như mà anh chị thấy đang nó lên loanh quanh mất ở vùng 30 nó tích lũy lại là rất ok. Thì như hôm nay, hôm qua nó phiên giảm nó kéo lên nhưng mà sau phiên giảm thì khối lượng bán ra cũng không nhiều. Đấy là những tín hiệu tích cực này. Phiên hôm nay nó giảm, đóng cửa thấp nhất phiên nhưng khối lượng có kiệt xuống, giảm đến 40% so với cái phiên hôm qua. Thì rõ ràng là những yếu tố này chúng ta thấy rằng là những cái tín hiệu nó khá là ổn. Tất nhiên điểm mua hiện tại là nó chưa có. Nhưng mà cũng có thể là các phiên tới nó có thể chạm MA 20, 20 kéo lên hoặc là nó có thể cân bằng tích lũy phía sau này thì anh chị sẽ có những điểm anh chị tham gia. Đây là con PVT, con PV chán anh chị sẽ có những điểm anh chị tham gia. Đúng không ạ? Rồi con PVB thì sẽ không có, đã vượt đỉnh rồi. Rồi BSR thì cũng có thể có những điểm để anh chị tham gia được này. Đấy. Rồi là gì ạ? PVC cũng đang gặp vùng đỉnh trước này. Đấy, và nói như thế này thì khối lượng hơi lớn phiên hôm qua, nó khối lượng hơi lớn. Do đó các phiên tới mà nếu nó cân bằng lại và nó chạm MA 10 kéo ngược các kiểu như vậy thì anh chị sẽ tìm những điểm anh chị tham gia được. Đấy, thì đó là về cổ phiếu nhóm ngành dầu khí. Còn nhóm ngành xây dựng thì hiện tại như Đạt Phương hôm nay kéo rất là kinh. Trong phiên có những giai đoạn giảm hơn 2% nhưng mà cuối phiên kéo lên tăng đến 6,52% đúng không? 6,52%. Đấy rất là cứng. Đấy và cái điểm mua rõ ràng là sẽ không có, nhưng mà nhóm này thì ví dụ các cổ phiếu ví dụ như HTN này là nó mới đáng có dấu hiệu tiền vào nhìn nó đang test lại này. Rồi ví dụ như là như là PC1 này, xây lắp điện này cũng là một cổ phiếu anh chị cần chú ý này. FCN nó đã lên đi rồi này. Rồi là ví dụ HHV khá ổn là gì nhá, HHV khá ổn. Rồi ví dụ VCG. Như vậy nhìn chung là nhóm đầu tư công và xây dựng á thì hiện tại là nó chỉ có một số ít cổ phiếu được bứt khỏi nền giá thôi, còn hầu thì là đang ở trong nền giá và vùng giá nó đang trong trong cái hộp tích lũy. Đấy thì cũng khá nhiều nhóm ngành nữa, nhưng mà nội dung video thì mình xin phép dừng tại đây. Anh chị mà có ý kiến nào bình luận trao đổi thì anh chị có thể là để lại bình luận ở phía dưới. Anh chị theo dõi kênh anh chị nhớ cho mình một like nhé. Xin chào và hẹn anh chị trong những video lần sau.